thương nghe lời chúng con khẩn nguyện, xin mở rộng mồm ân hồng ân tư tế cho tôi tới Chúa đây, mà tuôn tràn trên tôi tới Chúa phúc lành linh nghiệm của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây là nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức giám mục. Nghi thức này bao gồm việc đặt tay và lời nguyện phong chức, cử chỉ đặt